Xin chào các anh chị và các bạn, hôm nay chúng ta gặp nhau ở phần 50 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn ở trình độ sơ cấp. Chủ đề của phần 50 này là Sửa lờ cung chua, băng chế chế chua la ràng. Sửa lờ cung chua tức là từ bỏ công việc, sửa là từ bỏ, sửa lờ cung chua là đã từ bỏ công việc, băng chế chế là giúp chị, chua la ràng là nhuộm sáp. Một cái từ ràng không là nhuộm, còn la là sáp. Nhuộm sáp là một cái kỹ thuật nhuộm truyền thống của Trung Quốc. Người ta nhuộm bằng sáp nóng. Mọi người muốn biết thêm chi tiết về nó thì có thể lên Google hoặc là YouTube mình tra thêm nhé. Khá là đẹp đấy. Mình có lên tra thử. Và sau đây xin mọi người nghe mình đọc trước một lần, rồi sau đó mình sẽ giải thích nội dung chi tiết. Hở Mao Chun sư Trung Quốc Quy Châu Rịnh. Hở Mao Chun là Hà Mậu Xuân, sư Trung Quốc Quy Châu Rịnh, là người Quý Châu Trung Quốc, là người thành phố Quý Châu Trung Quốc. Tha sang ta xuế tờ sử hô. Sang ta xuế tờ sử hô là khi học đại học, khi anh ấy học đại học. Rên sư là tha tờ chi tờ, đã quen biết vợ của mình. Rên sư, nhưng mà từ sư nó không có cái phiên âm khinh thanh nên mình vẫn để cái thanh nguyên gốc là thanh hai. Cũng có người nói là rên sư nhưng mà ít. Sang ta xuế tờ sử hô, rên sư là tha tờ chi tờ. Họ ở Thượng Hải công tác, họ làm việc ở Thượng Hải. 2016 năm 2016, Xiao Hở, Hở Chi Zi, Tiểu Hà và vợ, cái cách xưng hô đối với người trẻ tuổi một cách thân mật, thì mình đặt cái từ Xiao phía đằng trước cái họ. Xiao Hở là Tiểu Hà, Xiao Hở, Hở Chi Zi, Tiểu Hà và vợ, Hủy Lào Gia Qua Nian, về quê đón Tết. Khan to chế chế chua tờ la ràn. Khan to là trông thấy hoặc là nhìn thấy. Chế chế chua tờ la ràn tức là những cái sản phẩm nhuộm sáp do chị làm ra. Chế chế chua tờ la ràn, phi chẳng theo len là cực kỳ đẹp. Mình đọc lại. 2016 nén xèo hở hở chi giờ hủy lào gia qua nén. Khan to chế chế chua tờ la ràn, phi chẳng theo len. Ta xiang bang jie jie zuo la ran. Ta xiang bang zhu jie jie, anh ấy muốn giúp cho chị zuo la ran là làm cái công việc nhuộm sáp này. Suo yi ta he xi zi, cho nên anh ấy và vợ xử là sang hải tờ công zuo, đã từ bỏ cái công việc ở Thượng Hải. Đọc lại cái phần này cho các anh chị nghe nha. Ta xiang bang zhu jie jie zuo la ran, suo yi Ta hở chi zi chi le shang hai de gong zuo. Zai lao jia he jie jie yi qi kai le yi ge la ran dian. Zai lao jia le er wei nia. He jie jie le gong wei ji. Yi qi kai le yi ge la ran dian, cùng nhau mở một cái tiệm hoặc là một cái cửa hàng nhuộm sáp. Như vậy là đã cùng chị mở một cái cửa hàng nhuộm sáp ở quê nhà. Tại lào gia, hở chế chế y chỉ khai là ý cửa, là rản tiền. Thà mình hãy băng trụ là hẳn tố ta sanh lì tờ má mạ. Thà mình hãy băng trụ là họ còn đã giúp. Hãy băng trụ là còn giúp, hãy băng trụ là còn đã giúp. Hẳn tố ta sanh lì tờ má mạ, rất nhiều những bà mẹ sống ở vùng núi sâu, sống ở vùng núi xa xôi. Hãy băng trụ là hình tố ta sanh lì tờ ma mà. Răng tha minh lại la rằng tiên lì cung chô. Không có từ lì cũng được. Răng tha minh lại la rằng tiên cung chô. Để cho họ đến cái tiệm nhuộm sáp để làm việc. Có từ lì cũng được, không thì thôi ha. Mình đọc lại lần nữa. Tha minh hãy băng trụ là hình tố ta sanh lì tờ ma mà. Răng tha minh lại la rằng tiên lì cung chô. Trơ xe ma mà, những người mẹ này, tức là những người mà đã có con cái rồi đó. Trơ xe ma mà hãy khởi gì tay trơ hải chơ. Còn có thể dẫn theo con lại cung chô là đến để làm việc. Trơ xe ma mà hãy khởi gì tay trơ hải chơ. Lại cung chô. Nếu như nhà không có người chăm sóc con gái thì có thể dẫn nó đến
cho nó ngồi nó chơi gì đó hay nó chơi cái gì đó, rồi cái người mẹ vẫn làm việc. Hãy khởi gì tay cho hãy chưa lại cung rô. Và sau đây xin mời các anh chị và các bạn đọc theo mình một lần nhé. Hở Mao Chun sư trung của Quy Châu Rễn. Tha sang ta xuyết tờ sử hô rên sư là tha tờ chi giờ. Tha mân chai sang hải cung dô. 2016年，小何和妻子回老家过年。看到姐姐做的蜡染非常漂亮。她想帮助姐姐做蜡染。所以他和妻子辞了上海的工作，在老家和姐姐一起开了一个蜡染店。他们还帮助了很多大山里的妈妈。Rằng tha minh lại la rằn đen lì cung chua. Chơ xe ma mà hãy cứ gì tay chơ hải chơ lại cung chua. Và sau đây xin mời mọi người nghe mình đọc nhanh một lần để xem mọi người có nắm được hết không ạ. À? Và mọi người có thể không nhìn màn hình nhé. Nghe đi nghe lại nhiều lần cũng được. Xin mời mọi người bắt đầu nghe nào. Hở Mao Chun sư Trung Quốc Quy Châu Rễn. Tha sang đa xuyết tờ sử hô rên sư là tha tờ chi zơ. Tha mân chai sang hải cung zô. 2016 年, xiao hở hở chi zơ hủy lão gia quốc nền. Khăn đào jie jie zô tờ la rạn, phê chẳng phiêu liang. 他想帮助姐姐做蜡染，所以和妻子辞了上海的工作，在老家和姐姐一起开了一个蜡染店。他们还帮助了很多大山里的妈妈，让他们来蜡染店里工作。这些妈妈还可以带着孩子来工作。Và đến đây thì mình kết thúc phần 50 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn. Chúc các anh chị học thật là vui và hiệu quả. Mọi người nhớ nghe đi nghe lại nhiều lần và kể lại. Cái thời gian kể độ khoảng 1 phút là vừa. Vì cái bài nó tương đối ngắn. Kể thật trôi chảy thì xem như mới thành công. Mọi người nếu chưa đăng ký thì nhớ đăng ký và cho thầy một like nhé. Xin cảm ơn mọi người.